Chúc mừng 5 con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong ngày 30 tháng 2 âm lịch năm 2024. Bất ngờ giàu có sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì cái vận trình của 5 con giáp này sẽ vô cùng là tốt đẹp trong ngày 30 tháng 2 âm lịch năm 2024. Những con giáp này sẽ có một con đường sự nghiệp phát triển hanh thông, bởi các bạn có nhiều cái cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt, những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hữu ích dành cho các bạn để các bạn có thể vượt qua những khó khăn. Nên từ đó cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu nó cũng sẽ ập đến. Cái chuyện gia tăng thêm thu nhập cá nhân ấy là cái chuyện là dễ như trở bàn tay. Bên cạnh đó, nhiều bạn có thể bất ngờ được người thân, bạn bè biếu xén tiền mặt, tặng cho những món quà có giá trị. Cái chuyện tình cảm của các bạn trong ngày hôm nay thì cũng được trải đầy hoa hồng, được người yêu quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng. Còn tình cảm của các cặp đôi vợ chồng ấy thì ngày càng thêm mặn nồng, gia đạo thì yên ấm, gia đình thì hạnh phúc. Vậy thì đó là những con giáp nào và cái cơ may nào sẽ đến với họ trong thời gian này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong ngày 30 tháng 2 âm lịch, ngày Nhâm Dần ấy, thì chúng ta cục diện đầu tiên là Hợi và Dần là lục hợp. Vậy nên những người tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Đón cát khí từ cục diện lục hợp. Vậy nên những người tuổi Hợi tha hồ mà hưởng toàn những cái niềm vui đến với mình trong ngày hôm nay. Cái vận trình tình duyên thì khởi sắc rực rỡ. Người độc thân thì có thể sẽ tìm thấy được cái tình yêu của cuộc đời mình. Tình yêu đôi lứa thì trải qua bao nhiêu sóng gió thử thách, càng ngày thì càng mặn nồng và khăng khít hơn. Bên cạnh đó, cái phương diện tài chính thì cũng được khởi sắc. Những người tuổi Hợi nên tận dụng cái thời cơ này để cầu tài cho mình. Đấy, tiến hành những cái hoạt động quan trọng như là gì? Lên một cái kế hoạch kinh doanh, cũng như là gì? Mở rộng cái quy mô kinh doanh hay là phát triển theo cái thị trường mới để cạnh tranh với đối thủ trong thời gian này. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên tranh thủ cái khoảng thời gian thuận lợi này để làm những cái điều mà mình đã lên kế hoạch từ trước đó. Công việc cố định cũng sẽ rất là suôn sẻ, thuận lợi hơn trước. Các bạn thấy niềm vui trong công việc hiện tại. Những cái điều mà trước đây cảm thấy vô cùng khó khăn ấy, thì bây giờ không còn khó nữa. Áp lực công việc đè nặng lên đôi vai các bạn thì cũng sẽ dần dần được giải tỏa. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 2 âm lịch thì bản mệnh cũng sẽ không gặp phải cái vấn đề nào quá nghiêm trọng về vấn đề sức khỏe. Cũng nhờ có sức khỏe mà các bạn có tinh thần làm việc, nói chung là cũng gì thuận lợi hơn. Tuy nhiên, các bạn cũng nhớ giữ cho mình một cái lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, điều độ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, không nên thức quá khuya hoặc là ăn uống quá độ, kéo lại gì dẫn đến là cái sức khỏe nó bị suy giảm. Đấy, vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày 30 tháng 2 âm lịch ngày Nhâm Dần thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ được cục diện là Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Cục diện tam hợp nó xuất hiện trong lá số tử vi của những người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, nó sẽ mang lại nhiều cái cơ hội để phát triển trong cái sự nghiệp của mình. Nhờ đó mà cái nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp cho những người tuổi Ngọ có thể thoải mái hơn trong cái việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi, cái cơ hội tốt cũng sẽ đến với những người tuổi Ngọ. Cuối cùng thì con giáp này cũng đã nhìn thấy những cái thời cơ tuyệt vời để mà gì vươn lên kiếm tiền và làm giàu trong tương lai. Thì đây cũng là cái thời điểm tuyệt vời đối với cái vận trình công danh sự nghiệp của những người tuổi Ngọ. Với những ai mà đang có ý định thay đổi công việc hay là đầu tư lớn ấy, thì cũng rất là lý tưởng để thực hiện hóa những cái kế hoạch đã bủ từ trước. Quý vị hãy lắng nghe lời khuyên từ những người mà đã có những kiến thức chuyên môn và có những cái kinh nghiệm thực tế. Họ sẽ giúp các bạn đi được gì thuận lợi hơn và không mắc phải những cái sai lầm đáng tiếc. Trong ngày hôm nay cũng được cục diện ngũ hành tương sinh, Dần Mộc sinh cho Ngọ hỏa. Vậy nên tình yêu chân thành của những người tuổi Ngọ ấy cũng đã khiến cho người ấy dần dần cảm nhận được và sẽ có được sự hồi đáp xứng đáng. Cuộc sống vợ chồng thì viên mãn, đôi bên thì thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Chính vì thế mà những cái mâu thuẫn, những cái xung đột cũng dần dần ít đi. Nếu mà đã lập gia đình ấy, thì các bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi mà bắt tay vào làm, nên là cũng sẽ giảm thiểu được nhiều cái tranh cãi bất đồng không đáng có. Các bạn cũng rất trân trọng cái niềm hạnh phúc hiện tại mà mình có được. Vì vậy Để gia tăng thêm cái may mắn hạnh phúc cho mình thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 30 tháng 2 âm lịch ngày Nhâm Dần thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất nhờ được cục diện tam hợp nó trợ lực giúp sức. Vậy nên trong thời gian này thì công việc của những người tuổi Tuất tuy có nhiều áp lực nhưng mà mọi thứ vẫn diễn ra khá là thuận lợi khi mà bản mệnh được cấp trên tin tưởng và giao cho những cái trọng trách to lớn cũng như là được đồng nghiệp giúp đỡ. Trong ngày hôm nay thì cả việc kinh doanh buôn bán cũng như là việc làm ăn thì cũng đều được khởi sắc. Con giáp này nên chủ động nắm bắt lấy cơ hội, tiến hành những cái dự định hoặc là kế hoạch đã chuẩn bị sẵn để sẵn sàng bắt tay vào làm, vì tỷ lệ thành công trong thời gian này khá là cao. Lợi nhuận cũng rủng rỉnh, càng khiến cho những người tuổi Tuất thêm kiên định về lựa chọn ban đầu của bản thân. Không chỉ vậy, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất thì cũng vô cùng là êm ấm. Bạn và người ấy đang có những cái khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, đừng giận hờn vu vơ khiến cho cả hai người cùng mệt mỏi. Trong thời gian này thì những người độc thân cũng đã có được những cái bước đột phá mới và tìm ra cái chân ái của cuộc đời mình, khiến cho mình có thêm một cái tinh thần và có một cái niềm tin vững chắc vào cái tương lai. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay không ai khác thì đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung trong ngày hôm nay thì những người tuổi Dần có thực thần nó chiếu mệnh, nó sẽ mang đến cho những người tuổi Dần những cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu, làm ăn thì thuận lợi. Đó, bản mệnh sẽ thu về một cái khoản không hề nhỏ cho mình. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng để tiền bạc nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại cái nguồn lợi nhuận lớn hơn, làm cho tiền đẻ ra tiền ngày một nhiều hơn. Cũng trong ngày hôm nay thì những người tuổi Dần làm việc liên quan đến sáng tạo thì sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để phát huy cái năng lực của mình, đặc biệt là những người đang theo đuổi cái đam mê về nghệ thuật. Cách tiếp cận công việc khác biệt đã giúp cho những người tuổi Dần tạo nên cái sự ấn tượng trong cái vận trình sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong cái ngày hôm nay thì cái sức khỏe của những người tuổi Dần cũng cần phải là lưu ý, vì nó đang có dấu hiệu đi xuống. Mộc khí nó quá vượng, nó nhắc nhở những người tuổi Dần nên dành thêm thời gian để quan tâm đến cái sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình, thăm khám định kỳ để loại trừ những nguy cơ bệnh tật nó có thể xảy ra. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên luyện tập thể dục thể thao đều đặn để tăng cường cái sức khỏe cho mình nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 30 tháng 2 âm lịch ngày Nhâm Dần thì đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, nói chung những người tuổi Mão sẽ có được cục diện tam hội là Dần, Mão, Thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ, nó che chở, nên con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Không những có thể thoải mái phát huy cái năng lực của mình mà những người tuổi Mão còn luôn có những cái người đồng nghiệp tốt bụng, vui tính, sẵn sàng giúp đỡ một tay khi mà gặp khó khăn. Trong ngày hôm nay thì tài vận của những người tuổi Mão cũng khá là tốt đẹp, hanh thông và thuận lợi. Tài vận thì cũng đón nhiều cái tin tức tích cực, các khoản đầu tư trước đó cũng đều có những cái lợi nhuận thu về. Những cái khoản tích lũy thì ngày càng nhiều thêm. Các bạn có thể tranh thủ cái cơ hội này để mở rộng cái quy mô hay là đẩy mạnh cái tiến độ để tận dụng tốt cái lợi thế mà mình đang có. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm cũng được cục diện ngũ hành nó tương hòa, nó che chở, nên là nó cũng diễn ra khá là êm xuôi và tốt đẹp, giảm thiểu nhiều cái nỗi lo lắng của những con giáp này. Mặc dù bận rộn với công việc mà không có nhiều cái thời gian cho tình yêu, nhưng mà nhờ người ấy luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Nên là bản mệnh cũng không cần phải lo lắng nhiều hay là suy nghĩ nhiều. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong cái tình yêu thì con giáp này có thể yên tâm hơn khi mà luôn có người ở bên cạnh, tâm đầu ý hợp với mình. Tình yêu thì cũng được thăng hoa, giúp cho bản mệnh có thêm cái động lực để phấn đấu hơn trong công việc. Và để bảo vệ cái tình yêu của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, những người tuổi Thìn có cục diện tam hội là Dần, Mão, Thìn nó tương trợ, nó giúp đỡ trong ngày hôm nay. Vậy nên những người tuổi Thìn ấy sẽ được dự báo là có quý nhân vận khá là vượng. Dưới sự dìu dắt của quý nhân thì công việc sẽ diễn ra khá là thuận lợi, mọi sự thì sẽ dễ thành. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như cái kế hoạch đã định thì có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Bản mệnh cũng nên tranh thủ thực hiện những cái kế hoạch và những cái ý tưởng độc đáo của mình. Cái sự quyết tâm sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái bước tiến lớn hơn, quan trọng hơn trên cái con đường công danh sự nghiệp. Trong khi đó, các bạn sẽ cảm thấy rất là hào hứng và tự hào khi mà có được cái thành công nhờ vào chính cái năng lực của mình. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì sức khỏe của những người tuổi Thìn thì cũng không được tốt cho lắm. Các bạn sẽ có quá nhiều cái vấn đề cần phải lo lắng, đầu óc thì không lúc nào được nghỉ ngơi. Các bạn có thể tham gia vào các buổi thư giãn, luyện tập yoga để cải thiện cái sức khỏe cũng như là tình hình hiện tại của mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 2 âm lịch, ngày Nhâm Dần. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, đó là những tuổi sau. 1 là những người tuổi Hợi, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Tuất, 4 tuổi Dần, 5 tuổi Mão và 6 là những người tuổi Thìn. Đây là những con giáp được thần may mắn chiếu mệnh trong ngày 30 tháng 2 âm lịch, ngày Nhâm Dần. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.